Trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 4 năm 2019, tại trường tiểu học Vĩnh Khê và trường trung học cơ sở Mạo Khê 2, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều tổ chức giao lưu Olympic tin học thị xã Đông Triều năm 2019. Đây là một nội dung trong chuỗi các hoạt động tại Ngày hội Khoa học và Công nghệ thị xã Đông Triều năm nay. Về dự và chỉ đạo giao lưu có đồng chí Lê Thu Trà, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Nguyễn Thị Hường, phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo. Tham gia giao lưu có 258 học sinh, nhóm học sinh các trường tiểu học và trường trung học cơ sở trên địa bàn thị xã. Nội dung giao lưu gồm hai phần: giao lưu kiến thức kỹ năng về tin học và làm bài tập thực hành trên máy tính, sử dụng ngôn ngữ Grass hoặc Logo để lập trình những bài toán thuộc chương trình tiểu học, thiết kế xây dựng phần mềm sáng tạo là các sản phẩm phần mềm tin học do học sinh tự làm trước, phục vụ cho học tập, vui chơi giải trí lành mạnh, giới thiệu ca ngợi lịch sử, quê hương con người Quảng Ninh. Qua giao lưu nhằm đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập tại các đơn vị trường học trên địa bàn thị xã, đồng thời đánh giá công tác triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và quản lý, dạy học, phát huy các kết quả đã đạt được, khích lệ cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh các đơn vị tích cực tham gia xây dựng các giải pháp, mô hình sáng tạo khoa học kỹ thuật để phục vụ công tác giáo dục và đời sống xã hội, tạo nên không khí thi đua sôi nổi, tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả, thiết thực trong các hoạt động giáo dục của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong ngành giáo dục và đào tạo thị xã Đông Triều